Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Miệt Vườn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ cách làm bánh su kem của mình. Thì các bạn đang thấy thì mình đang vô kem trong cái vỏ bánh su thì có hai cách. Một cách là mình cắt trên mặt bánh và mình sẽ bơm nhân vào. Còn có một cách thứ hai nữa là mình sẽ đục cái lỗ ở phía dưới cái bánh. Thì với cái cách này thì mình sẽ không thấy cái nhân. Nhưng mà nếu mà muốn trưng bày cho thấy nhân đẹp thì mình cắt cái bánh ra thì sẽ thấy nhân. Thì đây là cái cách thứ hai. Thì cái đồ để kem của mình á, thì mình cũng hơi khó. Thành ra mình cần phải cầm cẩn thận để thôi nó rớt xuống. Thì mình đã bơm vô được. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ với những nguyên liệu mà để làm bánh su kem cũng như cách làm. Còn đây là những cái thành quả mình đã làm được. Vì mình cũng không có khéo tay mấy nên bắt bánh cũng không có được đẹp. Có cái lớn, cái nhỏ, có cái tròn, có cái cũng không tròn. Thì phần nguyên liệu mình sẽ để dưới phần comment. Trước tiên mình sẽ làm phần kem, sữa. Thì mình sẽ đánh đường và trứng với nhau thành một hỗn hợp. Cùng với bột bắp mình đã rây vào hỗn hợp trứng đường và mình đánh hòa quyện. Thì trong lúc đó mình cũng hâm lại sữa cho nóng và từ từ đổ sữa vào hỗn hợp trứng đường và bột bắp. Và mình sẽ bắt trở lại bếp và nấu trong cái lửa medium đến khi mà hỗn hợp được sánh đặc lại và sẽ để vào ngăn mát. Theo là phần vỏ bánh thì trước tiên mình phải nấu nước và bơ cho tan chảy ra. Sau đó mình sẽ tắt lửa và bắt đầu bỏ bột vào trộn cho đều lên. Sau khi bỏ bột trộn lên thì mình sẽ dùng máy đánh trứng và từ từ đánh từng cái trứng vào phần bột lại cho thật hòa quyện. Bột đã sẵn sàng để cho bạn bắt từng cái bánh su. Thì mình đã bỏ vào cái túi kem bắt bánh và mình đã bắt ra những cái bánh nhỏ nhỏ và bắt đầu bỏ vào lò nướng. Trong lúc mình bắt bánh thì mình sẽ mở lò lên cho nóng trước. Mình sẽ nướng 15 phút cho nhiệt độ 392 độ F là 200 độ C. Và sau đó mình sẽ hạ lửa xuống còn 356 độ F là bằng 180 độ C và nướng thêm 15 phút. Thì đây là cái lò mình cảm thấy nóng nên mình chỉ nướng thêm có 10 phút thôi. Đây là thành phẩm của mình sau khi đã bỏ kem vào. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mời các bạn thưởng thức bánh kem su và thử công thức này nhé.